chị em mình mới đi chùa em ha. Ờ đúng rồi, em thấy mỗi lần mà đi chùa thấy trong người mình nó thanh thản hơn á chị ha. À mà chị đợi em xíu nha, em có điện thoại. Alo. Dạ con nghe mẹ ơi. Dạ. Dạ sao ạ? Nó muốn ăn chay hả mẹ? Dạ. Dạ, dạ con biết rồi ạ. Chết em rồi chị ơi, em làm sao bây giờ? Hôm nay á mẹ em có việc đột xuất ở công ty á, mẹ em kêu á là em về em nấu món ăn chay cho cả nhà cùng ăn á chị. Mà hôm nay á là gia đình cô chú em ở dưới quê lên chơi nữa. Mà chị biết rồi đó, tài nghệ nấu món ăn chay của em thì kém lắm. Chị có món ăn nào mà vừa dễ làm mà vừa ngon, chị chỉ em đi. Trời, tưởng gì, chị có bí quyết nấu món chay vừa ngon mà lại đơn giản nữa. Em xem nè. Món chay này nè, nhìn ngon quá ha chị ha. Em cảm ơn chị nha. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hôm nay thì Phước Hưng sẽ làm một món ăn chay ngon và lạ miệng, đó chính là món đậu hũ nhồi hạt sen. Để chúng ta làm món ăn này thì chúng ta cần có những nguyên liệu như sau: 2 miếng đậu hũ chiên, 6 nấm đông cô, ngò rí, hành bo rô, cà chua, 50g hạt sen, màu dầu điều và các loại gia vị thông thường, đặc biệt là hạt nêm Ajinomoto từ nấm hương và hạt sen. Công đoạn đầu tiên thì Phước Hưng sẽ lấy cái miếng đậu hũ chiên này chúng ta cắt làm đôi đi. Chúng ta sẽ lấy hết cái phần thịt trắng ở trong đậu hũ ra để mầm hơi chúng ta sẽ nhồi nhân vô. Các bạn sẽ lấy cái phần ruột này đi, chúng ta để lên một cái tấm vải mùng, chúng ta vắt thiệt ráo. Công đoạn đó là cái công đoạn quan trọng trong món ăn này. Các bạn vắt thiệt ráo thì sẽ làm cho cái nhân của chúng ta nó dai hơn và nó kết dính nguyên liệu rất là tốt. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ vắt ráo phần ruột của đậu hũ giúp cho nhân được dai hơn, bên cạnh đó tạo độ kết dính cho các nguyên liệu. Bước kế tiếp thì Phước Hưng sẽ cắt cái nấm đông cô này ra thành những cái sợi chỉ. Khi mà chúng ta ngâm cái nấm đông cô rồi thì nước nấm chúng ta phải giữ lại, để mà một chút xíu chúng ta còn có cái công đoạn là rim, thì chúng ta thay thế cho cái nước nấm này với nước lã thì nước nấm nó sẽ làm tăng hương vị ngon trong món ăn của chúng ta. Bây giờ nấm đông cô thì Phước Hưng sẽ cắt chỉ. Kế tiếp thì cắt cái hành bo rô này ra thành từng lát mỏng. Phần cà chua này thì Hưng sẽ bỏ phần hột này đi. Bây giờ Hưng sẽ cắt hạt lựu. Chúng ta bắt đầu nhồi nhân nha. Hạt sen này thì Phước Hưng sẽ chia ra làm đôi. Một phần thì Phước Hưng sẽ đập dập trộn vào nhân, còn một phần thì chúng ta để nguyên. Chúng ta chỉ cần lấy cái cán dao chúng ta ấn nhẹ nó xuống thôi. Kế tiếp thì Hưng sẽ cho hết nấm đông cô vào đây, một ít hành bo rô phi, cho vào đây một muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto từ nấm hương và hạt sen, một ít tiêu nè, sẽ cho vào đây 1/2 muỗng canh màu dầu đều để chúng ta tạo cái màu sắc ở trong cái nhân, và Hưng sẽ trộn đều nó lên. Kế tiếp thì Hưng sẽ dồn cái phần nhân này vào trong cái giỏ đậu hũ. Nhìn hấp dẫn ghê vậy đó. Không biết quý vị khán giả thì sao chứ Minh Châu thích tất cả các nguyên liệu ở trong nhân này. Minh Châu thích nấm nè, thích hạt sen nè, thích đậu hũ nè. Bây giờ tất cả đều có trong một loại nhân hết thì đảm bảo là món ăn này sẽ rất là thu hút phải không? Đúng rồi Châu. Hưng ơi, bây giờ mình rim đúng không? Món chay thì chúng ta nên áp chảo hoặc là chiên sơ qua. Thì khi mà chúng ta rim thì nó sẽ định hình được và nó sẽ không bị bể trong lúc chúng ta rim. Cho vào đây một ít dầu, cho cái phần đậu hũ này vào. Chúng ta chỉ áp chảo một cái phần mặt của nó thôi để cho nó rám vàng, thì khi chúng ta rim thì nó sẽ dễ hơn. Rồi. Tiếp tục thì Hưng sẽ cho khoảng một muỗng canh dầu ăn, và Hưng cho 1/2 đầu hành bo rô mà hồi nãy chúng ta còn dư đó, ta phi thơm lên. Kế tiếp thì Hưng sẽ cho hết phần cà chua này vào. À, chắc chắn là cà chua sẽ chín nè và cho ra cái màu đẹp. Hưng sẽ cho hết màu dầu điều vào đây. Và Phước Hưng sẽ cho vào đây khoảng 1,5 muỗng canh hạt nêm Ajinomoto. Chúng ta sẽ cho hết cái phần nước ngâm nấm vào đây. À, và Hưng sẽ đó, cho hết cái phần hạt sen nguyên hạt nè. Rồi chúng ta đảo đều đi. Rồi và Hưng sẽ cho hết cái phần đậu hũ vào đây thì chúng ta rim. Chở cho đều nè để cho nó thấm hết. Bây giờ Hưng sẽ nêm thêm là 1/2 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 2 muỗng cà phê đường. Chúng ta rim trong lửa vừa khoảng độ 10 đến 15 phút. Rim đến khi nào nước ở trong nồi của chúng ta sánh lại là món ăn đã hoàn tất. Và Hưng cho hết cái phần ngò rí này vào.
Rồi bây giờ Hưng sẽ lấy một miếng để chúng ta cắt đôi ra. Đây, có hạt sen. Rồi. Vậy là xong rồi. Rồi đây, mời Châu thưởng thức. Từ nãy giờ nóng lòng quá rồi đúng không? Đúng rồi đó, bởi vì á, nghe Hưng quảng cáo một món chay hấp dẫn lạ miệng thì Châu phải thử chứ. Hay quá à. Cái vị nấm á, với lại cái vị hạt sen á, rất là đậm đà luôn á. Mùi thơm, thật là thơm luôn. Mà bây giờ Châu mới nhớ nha, hôm nay lần đầu tiên Châu được thưởng thức hạt nêm aji ngon từ nấm hương và hạt sen đó. Không ngờ khi kết hợp vào món chay á, cho cái hương vị tự nhiên nó như vậy luôn á Hưng. Chúng tôi cũng rất mong là quý vị hãy đóng góp ý kiến thường xuyên để chương trình ngày một hay hơn và hấp dẫn hơn thông qua những cách vô cùng quen thuộc, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Còn nếu như quý vị vẫn còn muốn biết thật nhiều những món chay nữa, bởi vì chúng ta đôi khi có thói quen ăn chay để giữ sức khỏe và sắc đẹp đúng không nào, đúng rồi, thì quý vị hãy ghé thăm trang web monngonmỗingay.com. Chỉ cần vào trang web này thì quý vị có thể tìm thấy tất cả những thực đơn mà mình mong muốn, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Phước Hưng và Minh Châu xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.